Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ hai môn đệ từ Em-mau trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương, có thịt, như anh em thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói, có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang được sống trong tuần thứ ba mùa Phục Sinh, phụng vụ lời Chúa qua các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, với các môn đệ, để qua đó làm bằng chứng cho chúng ta tin chắc chắn rằng Chúa đang sống, đang hiện diện với các tông đồ và cũng đang hiện diện với chúng ta hôm nay. Như trong bài tin mừng, chúng ta thấy hai môn đệ trên đường về quê đang trong tâm trạng thất vọng chán trường, thì Chúa Giêsu đã hiện ra để đồng hành với các ông trên dặm đường dài. Chúa đã giải nghĩa kinh thánh cho các ông, và hai ông sau khi được lắng nghe lời Chúa thì tâm hồn bừng cháy lên, rồi đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh. Các ông mau chóng trở lại Jerusalem để làm chứng về những điều các ông đã được thấy trực tiếp cụ thể như thế cho các môn đệ khác, cho các tông đồ khác của Chúa. Thì trong phòng tiệc ly, Chúa Giêsu lại hiện đến giữa các ông. Chúa chào trao ơn bình an cho các tông đồ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng các tông đồ rất là sợ hãi, và như lời tin mừng trình thuật rằng các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma, không tin vào mắt mình, cho nên là thấy Chúa hiện diện đó mà cứ tưởng như là cái bóng ma. Chúa đã bảo với các ông là sao lại phải hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Rồi Ngài cho các ông thấy thân thể đầy những thương tích của Ngài để mời gọi các ông tin. Và Chúa bảo các ông hãy nhìn xem, thầy đây mà, chính thầy đây, cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Rồi để thuyết phục các ông hơn nữa, thì Chúa đã hỏi các ông rằng, có cái gì để ăn không? Rồi các ông đưa cho Ngài mẩu cá nướng, người đã ăn trước mặt các ông. Qua những điều ấy, Chúa Giêsu muốn tỏ cho các ông thấy rằng Chúa đã sống lại thật từ cõi chết, và giờ đây Ngài đang hiện diện, Ngài đang ở giữa các tông đồ để nâng đỡ niềm tin còn yếu kém nơi các ông, và cho các ông một sức mạnh, một lòng can đảm để ra đi loan báo tin mừng Đấng Phục Sinh. Ở đây, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy có một chi tiết rằng
khi người ta mà quá sợ hãi đấy, như là các tông đồ ở trong căn phòng tiệc ly đóng kín vì sợ người Do Thái, sợ những quyền lực của thế gian. Và giờ đây Chúa hiện đến thì vì hoang mang lo sợ cho nên cũng không nhận ra rằng đấy chính là Chúa, là đấng phục sinh, là thầy chí thánh của mình. Rồi sau đó khi Chúa cho các ông được xem tay, xem những thương tích trên thân thể của người, trên tay, trên chân và cạnh sườn người, rồi còn ăn trước mặt các ông, thì các ông lại vui mừng quá vì đã thấy Chúa. Nhưng mà sự vui mừng quá đó, sung sướng quá đó, thì nảy sinh ra ngỡ ngàng và cảm thấy khó tin, khó mà tin được trong mắt của mình. Nhưng mà Chúa đã dẫn các tông đồ từ từ, từng bước để đi xa hơn với niềm tin vào Chúa phục sinh, để chính các ông sống niềm vui phục sinh của Ngài mà loan báo tin mừng phục sinh ấy cho mọi loài thọ tạo. Trong một bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài có nói rằng đoạn tin mừng hôm nay đặc trưng bởi ba động từ rất là cụ thể: nhìn, chạm và ăn. Theo một nghĩa nào đó, phản ánh đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. Nhìn, chạm và ăn, ba hành động này có thể mang lại niềm vui cho cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa đang sống, thưa anh chị em. Hãy nhìn chân tay Thầy đây. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy nhìn. Trước hết là hãy nhìn, thưa anh chị em. Nhìn không chỉ là nhìn xuông mà còn bao hàm cả ý hướng. Tập trung ánh mắt của mình để dõi theo Chúa Giêsu và tập trung ở nơi Ngài, nhìn Ngài. Đây là lý do tại sao nó là một trong những động từ của tình yêu. Bố mẹ nhìn con cái, những người yêu nhau nhìn nhau, bác sĩ giỏi nhìn bệnh nhân một cách cẩn thận và đọc ra được bệnh. Nhìn là bước đầu tiên để chống lại sự thờ ơ, chống lại sự lãnh đạm, chống lại sự cám dỗ, quay mặt khỏi đi những khó khăn và đau khổ của người khác. Động từ thứ hai, thưa anh chị em, đó là chạm. Bằng cách mời các môn đệ chạm vào người để thấy người không phải là ma. Anh em hãy rờ đi, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây. Chúa Giêsu chỉ cho họ và cho chúng ta rằng mối quan hệ với người và với anh em chúng ta không thể ở khoảng cách xa, không tồn tại một đạo Chúa xa cách, không tồn tại một giáo hội chỉ dừng lại ở cái nhìn bên ngoài. Tình yêu dẫn người ta đi xa hơn. Tình yêu đòi hỏi sự gần gũi, tiếp xúc, chia sẻ cuộc sống. Quý ông bà, anh chị em đã từng được nghe câu chuyện trong dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Người Samaria nhân hậu không chỉ nhìn nạn nhân, người mà nửa sống nửa chết trên đường. Ông đã dừng lại, cúi xuống, chữa trị mọi vết thương cho người ấy, băng bó cho lành, chạm đến người ấy và đặt người ấy lên lưng con lừa và đưa về quán trọ. Và cũng vậy với chính Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta thấy Ngài yêu mến chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta chạm đến Ngài và Ngài chạm đến chúng ta. Một cái chạm, một cái đụng đến của lòng thương xót, của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với con người đang đau khổ. Và Chúa mời gọi chúng ta yêu mến Chúa, đáp lại Chúa. Chúng ta cũng phải đi sâu vào trong một sự hiệp thông của sự sống, một sự hiệp thông với người. Cuộc sống hôm nay, thưa anh chị em, đang gặp nhiều những khó khăn, thử thách, có nhiều gian nan, phiền muộn trong cuộc đời, trong gia đình quý ông bà, anh chị em. Chúng ta thấy rằng những đứa con cần những cái ôm của cha mẹ, vợ chồng cần những cái ôm của nhau, anh chị em, những người thân thương cần một ánh mắt, cần những nụ cười thân ái và cái sự tay bắt mặt mừng để qua đó bày tỏ tình hiệp thông, sự gắn bó, mối tương quan, gắn kết với nhau và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, chia sớt
những nỗi đau thương của nhau. Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta đến với động từ thứ ba, đó là ăn. Quý ông bà, anh chị em, hàng ngày chúng ta ăn mấy bữa? Thường thường chúng ta ăn 3 bữa một ngày, nhưng mà cũng có những người ăn 4 bữa, 5 bữa. Khi ăn như thế thì thức ăn dần dần hòa tan và nuôi dưỡng thân xác của chúng ta, trở thành máu thịt của ta. Rồi khi chúng ta tổ chức có một bữa ăn chung, thì những của ăn vật chất không chỉ là nuôi sống thân xác này, nhưng mà còn tạo lên một mối tương quan gắn bó để nuôi dưỡng đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Vì thế các bữa ăn chung ấy mới thường được gọi là bữa ăn huynh đệ, bữa ăn agape. Hôm nay Chúa Giêsu sau ngày Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài đã hiện đến với các tông đồ. Ngài mời gọi các tông đồ nhìn Ngài, nhìn Ngài chăm chú để tập trung ở nơi Ngài với cặp mắt yêu thương. Rồi các ông chưa tin thì Ngài mời gọi các ông hãy chạm đến Ngài, hãy rờ đụng đến Ngài. Thân xác Ngài đây đang mang những vết thương, những vết thương đấy đầy rướm máu. Nhưng mà những vết thương ấy cho thấy rằng Ngài đấng là đấng đã sống lại từ cõi chết, đã chiến thắng quyền lực âm phủ và tử thần. Những thương tích trên thân thể Ngài còn chứng minh rằng Ngài yêu thương nhân loại. Những thương tích ấy chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với nhân loại chúng ta. Và cuối cùng, Ngài đã ăn trước mặt các tông đồ để cho thấy rằng Ngài đang sống động trước các tông đồ và trước mặt chúng ta. Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa. Và mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ, cử hành bí tích thánh thể, thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi ăn chung một tấm bánh và uống chung một chén rượu, cầm lấy Chúa Giêsu mà ăn mà uống, để qua đó chúng ta trở nên giống như Ngài và hòa vào trong Ngài, để được chung phần sự sống vinh quang phục sinh với Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không phải là một bóng ma, nhưng là một người đang sống. Christus vivit, nghĩa là Đức Kitô đang sống, đang hiện diện trước các tông đồ và giữa chúng ta hôm nay. Rằng khi Chúa Giêsu đến gần chúng ta, Người làm cho chúng ta đầy tràn niềm vui của ân huệ phục sinh, đầy tràn niềm vui của ơn cứu độ chứa chan mà Chúa ban cho chúng ta trong mầu nhiệm phục sinh này. Hôm nay chúng ta đi vào mối tương quan sống động với Người. Với Chúa phục sinh, chúng ta nhìn Người, chạm vào Người, được Người nuôi dưỡng và được biến đổi bởi tình yêu của Người. Chúng ta cũng hãy nhìn, hãy chạm và nuôi dưỡng người khác như anh chị em của chúng ta, và loan báo tin mừng tình yêu, làm nhân chứng về tin mừng phục sinh của Chúa cho anh chị em qua việc làm, qua hành động, qua cuộc sống, qua cung cách cư xử của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta sống tin mừng tình yêu phục sinh của Ngài. Amen.